Những ngày qua, Ngô Dịch Phàm hẳn là cái tên hot nhất trên mạng xã hội khi scandal lạm dụng tình dục của anh nổ ra, bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 khi Đô Mỹ Trúc lên tiếng tố cáo Ngô Dịch Phàm chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ, cho đến ngày 16 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Triều Dương Bắc Kinh chính thức ra lệnh bắt giữ Chris với tội danh hiếp dâm. Sự nghiệp 6 năm đỉnh lưu của Ngô Dịch Phàm chính thức chấm dứt. Sau scandal này, Ngô Dịch Phàm chính thức trắng tay, bị xóa sổ khỏi giới showbiz một cách triệt để. Vậy tóm lại, Chris đã mất những gì? Ngô Dịch Phàm hay còn gọi là Chris Wu, debut là thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng EXO năm 2012. Đến năm 2014, Chris bất ngờ đệ đơn kiện công ty chủ quản SM Entertainment và rời nhóm, quay về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật độc lập. Tận dụng danh tiếng và lượng fan đông đảo từ khi còn hoạt động ở Hàn Quốc, Chris nhanh chóng bước lên hàng ngũ đỉnh lưu ở CBiz. Từ ngày về hoạt động tại Trung Quốc, Chris thường xuyên góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn, làm khách mời trong rất nhiều phim nổi tiếng như Lão Pháo Nhi, Mỹ Nhân Ngư, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tân Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện 2, Valerian và Thành Phố Ngàn Hành Tinh, Vãn Đòn. Bên cạnh đó, ở mảng âm nhạc, Ngô Dịch Phàm cũng đạt rất nhiều thành tích đáng kể như Thời Gian Chân Mưa, OST Tiểu Thời Đại theo trang âm nhạc cập nhật chính thức của Weibo, bài hát phá vỡ kỷ lục, vượt 1 triệu lượt nghe trong vòng 3 giờ 25 phút trong ngày đầu tiên phát hành. Single Deserve kết hợp với rapper người Mỹ Travis Scott đã giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Hoa Kỳ, đưa anh trở thành nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất đạt được thành tích này. Nhưng đáng kể nhất phải là sự nghiệp thời trang và quảng cáo lên như diều gặp gió của Chris Wu. Ngô Dịch Phàm sở hữu rất nhiều cái đầu tiên, cái nhất được xứng danh như ngôi sao trẻ nhất được dựng tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds ở Thượng Hải, năm nghệ sĩ chính thức đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Esquire và L'Officiel Homes, năm nghệ sĩ trẻ nhất được xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar China, năm nghệ sĩ trẻ nhất xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue China, năm nghệ sĩ người Hoa đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Marie Claire. Năm 2016, Ngô Dịch Phàm là người châu Á đầu tiên trong lịch sử Burberry trở thành người đại diện toàn cầu cho thương hiệu này, thậm chí còn là người mở màn tại sàn diễn của thương hiệu tại London Winter Men's Week. Chris Wu cũng là cái tên sở hữu rất nhiều danh hiệu đại diện thương hiệu toàn cầu của các brand lớn trên thế giới như Bulgari, Lancome, McDonald's, Louis Vuitton, L'Oreal, Gentle Monster, Porsche Motorsport. Bên cạnh đó là một list dài những thương hiệu nội địa nổi tiếng như Tencent Video, Kem Vương Giả Vinh Diệu, Xiaomi, Cannes. Nhưng toàn bộ sự nghiệp rực rỡ kể trên của Ngô Dịch Phàm biến mất gần như sau một ngày kể từ scandal lạm dụng tình dục được xác nhận. Cho đến nay, toàn bộ thương hiệu đang hợp tác với Chris đều đã đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng đại diện. Các tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng như studio của Ngô Dịch Phàm đều đã bị xóa sổ. Thậm chí gần đây, các nền tảng video trực tuyến như Tencent, Easy, Youku hay bất cứ nơi nào có hoạt động của Ngô Dịch Phàm đều đã xóa bỏ nội dung liên quan. Ước tính có khoảng 2 triệu video clip và khoảng 7.000 tập phim đã bay màu vì có Chris Wu. Trịnh Sản, Ngô Dịch Phàm, Hoắc Côn, Trương Triết Hạnh. Năm 2021 đang trôi qua với những scandal xóa sổ nghệ sĩ nhiều chưa từng có ở CBiz. Cùng chờ xem những tháng tiếp theo liệu cái tên nào sẽ được tiếp tục điểm danh nha.